Đó, xin chào bạn sinh. Và chúng ta tiếp tục đến với ví dụ tiếp theo về cho thấy ánh sáng. Thì những cái ví dụ sau này thì cái chiều sâu của nó sẽ sâu hơn chút xíu. Này, các bạn để ý chút xíu ha. Rồi, thì về nguyên tắc giải thì nó cũng giống như 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 những cái trước thôi. Ở trên thì các bạn nắm kỹ dùm anh những cái phía trước thì những cái phía sau này nó là chuyện bình thường rồi. Được chưa? Hai khe một hai được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có mức sóng lambda. À, khoảng cách hai khe là 0,8. À, như vậy chúng ta có A bằng 0,8 mm. Dạ. Hai khe màn tức là D bằng 2 mét. Rất chậm thôi. Người ta được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên tiếp trên màn là 6 mm. 6 vân sáng liên tiếp thì chúng ta đã nói rồi. 6 vân sáng liên tiếp từ giờ tức là 5 khoảng vân ở trong đó. Giờ 6 lên sáng liên tiếp tức là mình sẽ có là 5 y bằng 6 mm. À, từ đây dễ dàng em rút y ra được thì nó bằng là 6 chia 5 bằng 1,2 mm. Rồi ha. Thế thì người ta bảo là tính bước sóng. Tính bước sóng nó biết là y y bằng lambda d chia a. Từ đây em mới suy ra được lambda thì bằng a y chia cho d. Được chưa? Rồi. Thì anh sẽ bấm máy tính. Đó này. À, lambda bằng a chia d đúng không? A chia d. Các bạn đã biết là A bằng 0,8 đúng không? À, để chắc ăn thì nhân 10 mũ trừ 3 thì các bạn muốn ấn kiểu của các bạn cũng được, không sao cả. Được không? Thì anh ấn ở đây cho các bạn nhỏ khác cùng hiểu chứ không cần không nhất thiết là chúng ta phải làm thật là tỉ mỉ đâu. À, mà thật sự anh đang làm rất tỉ mỉ đấy. Rất chậm nha. Rồi, 1,2 nhân 10 mũ trừ 3 gì đây? Một phần hai nhân 10 mũ trừ 3 và em chia cho hai. À, như vậy chúng ta được là 4,8. À, 0,48 nhân 10 mũ trừ 6. 0,48 nhân 10 mũ trừ 6 chắc chắn là mét rồi vì chúng ta đổi ra mét hết rồi mà, và chúng ta được là 0,48 micromet micromet chưa. Rồi, như vậy là bước sóng là xong. Bây giờ là không tính là khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 8 cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa, được chưa? Thì các bạn dễ hiểu, các bạn lấy đây vẽ hình ra đi, hình có cái hình minh họa đi. Nhân đây là trung tâm này, O này, ở đây là vân sáng bậc 3 này, được chưa? Đến gì ạ? Đến vân sáng bậc 8 đúng không? 8 này, vân sáng 8 mình ví dụ đấy thôi, được chưa? Thì em biết là cái khoảng này này là 8 y đúng không ạ? Khoảng này này là 3 y đúng không ạ? À, như vậy dễ dàng tính được khoảng cách của hai cái vân này thì lấy. À, như vậy lấy x x8 trừ đi x3. X8 nó bằng 8y trừ đi đây và nó nằm bằng 5y. À, 5 nhân 1,2 thì các bạn mới tính ha. Nó bằng là nhiêu đó? 6 mm. Dạ. Đấy thì trường hợp này nó cùng phía nhau cho nên nó như vậy. Thì còn nó khác phía nhau thì các bạn phải tính lần lượt, các bạn cộng cho nhau, đúng không? Đấy. Đó là cái ví dụ mà anh muốn đưa ra các bạn. Thì ra thì cái ví dụ này nó vào rồi, anh sẽ không sửa nữa mà. Được chưa? Rồi, thì câu này hoàn toàn tương tự ha, hoàn toàn tương tự. Hoàn toàn tương tự. Được chưa? Hoàn toàn tương tự. Đấy. Thì câu này thì chắc chắn là anh sẽ làm chút xíu ha để cho các bạn hiểu hơn. Đâu nè. Rồi. Thì bây giờ vào này nó bảo là hai khe 1,2 được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có mức sóng lambda. À, ngay khe là 0,4 và ngay màn là 2, được chưa? Thì các bạn tập giùm anh luôn, tập giùm anh luôn. À, đừng đừng ghi vào vở nữa, đừng ghi nữa mà cho bạn dùng máy tính các bạn bấm luôn, được chưa? Bây giờ các bạn muốn tính gì? Các bạn muốn tính khoảng vân đúng không? Y bằng lambda d chia cái gì? Thì bạn ghi lambda nhiêu đâu? 0,4. À, nhân 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 10 mũ trừ 6, bấm máy tính luôn. Nhân với d, d là 2, được chưa? Các bạn chia cho a, a của các bạn đó là 0,4. À, nhân 10 mũ trừ 3. Đó, mới tính từ từ vậy thôi. Thì bạn bán ra là 2 nhân 10 mũ trừ 3. À, như vậy chúng ta có y bằng 2 nhân 10 mũ trừ 3 mét bằng 2 mm. Ok, rồi. Tiếp theo,
Bây giờ mình mới tính là khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp. Khoảng cách 9 vân sáng liên tiếp. Để nói 9 thì là bằng biết ngay bạn là 8y rồi, chưa? Thì các bạn sẽ mắc mắc là 8y, nó nhân 26 là mình giải thích, chưa? 8y ví dụ anh bạn nói là 3 vân sáng liên tiếp. 3 vân sáng liên tiếp nha. 1 vân, 2 vân, 3 vân. Đúng không? Thì nó sẽ giữa là nó sinh ra hai khoảng rất là 2y, 1y, 2y. Rồi. 3 vân 2y, 10 vân 9y mà 9 vân thì là 8y. Cho nên các bạn hiểu như vậy ha. Rồi, như vậy chúng ta có được 9 phần vân, 9 vân sáng liên tiếp và 8y, được chưa? Bây giờ nó bảo là tính khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 8 khác với nhau so với vân chính giữa. Như vậy đây là trung tâm. Ồ. Thì nói chung là chữ nó hơi xấu. Ha. Không sao hết. Chữ hơi xấu thì không sao hết. Đây, chính giữa đây. Ồ đây. Bên này là vân sáng 4, được chưa? Bên đây nó vân sáng 8. Thì các bạn tính lần lượt từng khoảng này. Đó, thì cộng lại ra, thì cho nên có x4 này. X4 thì bằng 4y thôi. Bằng 4 nhân cho y là 2, đúng không? Bằng 8mm. Còn x8 bên kia thì nó bằng là 8y. Vậy nó bằng là 8 nhân 2 là bằng 10, 16mm. Như vậy x4 mà đem cộng cho x8 thì nó bằng là 24mm. Như vậy hai cái vân sáng bậc 4 và vân sáng bậc 8 này nó cách nhau là 24mm. Chưa? Chúng ta làm cái động tác đơn giản như vậy là chúng ta hiểu được cái bản chất mà chúng ta nên tính như thế nào cho nó hợp lý, đúng không ạ? Rồi, ok, và chào bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo.